dùng lại chai nhựa có hại với sức khỏe thế nào sau khi uống chai nước ngọt nước khoáng xong nhiều người có thói quen tái sử dụng chai nhựa để sử dụng nước sử dụng tiếp tuy nhiên đây là thói quen có hại cho sức khỏe có thể dẫn đến ung thư việc tái sử dụng chai nhựa nhìn qua có vẻ là một ý tưởng vừa tiết kiệm vừa thân thiện với môi trường thế nhưng theo các chuyên gia thì đây là một thói quen vô cùng tai hại trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe theo các nghiên cứu hầu hết chai nhựa có sẵn trên thị trường được sản xuất để sử dụng một lần Việc tái sử dụng chai nhựa khiến các hợp chất trong thành phần cấu tạo của chai nhựa có thể rò rỉ và gây các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Chai nhựa tái sử dụng nguy hiểm với sức khỏe. Chai nhựa trên thị trường sử dụng một lần không được thiết kế để có thể tái sử dụng nhiều lần. Chất liệu của chúng sẽ hao mòn từ những vết xước, kéo theo các chất hóa học rò rỉ ra nước uống của bạn. Trong một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Y tế Cộng đồng Canada, các nhà khoa học đến từ Đại học Calgary đã thu thập 76 mẫu nước đến từ chai của học sinh tiểu học, trong đó nhiều chai nước thuộc loại đã được tái sử dụng nhiều lần họ phát hiện ra rằng gần 2 phần 3 số mẫu nước có nồng độ vi khuẩn vượt quá giới hạn cho phép của nước uống. Quần thể vi khuẩn này chứa cả những tác nhân có thể khiến người trưởng thành bị ốm, tương đương ngộ độc thực phẩm. Các nhà khoa học Mỹ còn chứng minh được rằng chất BPA trong nhựa có thể gây ra các biến chứng về nhiễm sắc thể đối với thai nhi và dẫn đến các khuyết tật bẩm sinh. Ngoài ra, các chất hóa học trong nhựa có thể rối loạn các hóc môn giới tính như estrogen, dẫn đến hiện tượng dậy thì sớm ở trẻ nhiều nghiên cứu cho thấy những người sử dụng nước đóng chai chất lượng thấp có thể tăng nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến, ung thư vú và ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Thêm vào đó, theo thói quen người Việt thường dùng nước ấm hoặc nước sôi để khử trùng chai điều này là không nên, đặc biệt là đối với chai dùng một lần. Nhựa sử dụng một lần không được thiết kế để dùng trong việc đun nóng. Khử trùng bằng nước sôi sẽ khiến cho các hóa chất nguy hiểm ngấm vào trong nước uống của bạn. Chai nhựa nào có thể tái sử dụng? Nếu chai đó có nhãn ghi số 1 là PET hay PET, nó chỉ an toàn cho một lần sử dụng. Khi tiếp xúc với oxy không khí hay nhiệt độ cao bao gồm cả ánh nắng mặt trời, những loại chai như thế này sẽ phân hủy thành những chất độc hại. Những loại nhựa có nhãn ghi số 3 hay 7 là PVC và PC thì đó là hai hóa chất độc hại và dễ dàng hòa lẫn vào thức ăn, nước uống của bạn nên tránh sử dụng. Sử dụng lâu dài loại chai này thậm chí có thể khiến bạn gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Những chai nhựa được làm từ polyethylene số 2 và 4 và polypropylene số 5 và PP phù hợp cho việc sử dụng nhiều lần tuy nhiên hãy lưu ý rằng chúng chỉ an toàn nếu như bạn dùng để chứa nước lạnh và phải làm sạch chai nhựa thường xuyên